Hôm nay mình tiếp tục với combo Sun Beauty. Và lần này thì mình sẽ sử dụng năng lực trái quỷ Pika kết hợp với God Hình mình và Đinh Ba Gai. Chỉ số thì chắc chắn sẽ vào cận chiến, phòng thủ và trái lót rồi. Ok, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì combo chung với lục thức thì khá là dễ dàng. Bạn nào cũng biết cái cách chơi này. Để mở đầu cho cái combo thì đầu tiên là mình phải giữ liệt cái chiêu C lục thức nha. Rồi giữ liệt tầm 2 giây. Rồi sau đó mình thả ra, rồi mình kéo mục tiêu lại, rồi mình hit. Rồi mình Z, rồi mình C này. Rồi mình V xuống, rồi mình rội luôn nha. Đó, như thế này. Thì ở những cái phát cuối cùng này á, thì có những bạn mà còn Soru hay là sử dụng Goro hay Yami, những trái quỷ mà nó có khả năng dịch chuyển thì có thể thoát được nha. Nhưng mà khi thoát ra được rồi đó các bạn, thì máu nó cũng đã nửa cây hoặc là nhiêu nhíu rồi. Tuy là combo này nó không có tỷ lệ one shot cao, nhưng mà cấu rẻ thì Pika cũng là một trong những trái quỷ mà có thể giúp các bạn spam Z, X, thậm chí là V vào mục tiêu. Rồi mình làm lại với một cái tốc độ nhanh nha. Lúc nãy mình quên, nếu mà các bạn có tập Cyborg thì các bạn bật lên trong lúc mà mình đánh cái chiêu cuồng thú nha, trúng mục tiêu. Rồi bắt đầu nè. Lục thức. Kéo lại, X, cuồng thú. Rồi C, V. Rồi luôn nha. Mình V xong cái là mình X Pika liền luôn. Rồi mục tiêu chưa chết thì mình switch cho luôn cái chiêu Z nữa. Chung là X nó sẽ đi với chiêu Z nha các bạn. Dính X là mình có thể sẽ Z trúng tỷ lệ rất cao luôn. Rồi bây giờ thì combo đã học được rồi. Bây giờ bắt đầu cái gì các bạn? Sun Beauty ngoài server thường, xem combo này có làm được gì hay không. Đây rồi, có cừu béo đúc từ đóng băng. Quả quá đóng băng hả bạn? Quang tiễn một phát là đi thôi. Dễ dàng mà, khó khăn gì đâu. Nữa nè. Là con rồng kia bắn. Từ từ để mình ăn cho à. Ba cái vụ ăn ké như thế này, quang tiễn rồng bị đóng băng đâu làm gì được đâu các bạn. Mất bao ti trước mặt mà không làm được cái gì, tức lắm. Nữa nè, làm cái cho đủ ba mạng hay không. Rồi. Cái chiêu laser của Pika rồi, rồi đã lắm. Các bạn đánh Pika nên bay bay trên không trung đó nha. Mình ánh sáng mà, đừng có chơi chạy dưới đất, ta đập đầu mình à. Dĩ lô quân, tưởng đâu chạy ngoài biển là ngon hả? Mình có laser xung kích mà. Đâu rồi? Ánh sáng laser chiếu rọi nhân gian. Cô cai cứu không? Phải vinh dự của thợ săn mà cho bao tiền vậy hả trời? Lấy chứ, cho lụm. Ê, đụng cái gì mà đụng? Là cũng đá. Đá chân trăng khuyết lưỡng liềm. Nó đánh nhau đi, mình me đây nè. Lâu lại sắt cái đầu lại xuống đá điên liền. Dễ dàng thôi. Né ra. Chạy hả? Tưởng đâu lết qua đảo phụ nữ cứu sống được ư, sút liền. Dễ thôi, không có khó. Đây đồng heo. Đây. Mình nên đánh những cái người phía sau đi. Nào á. Sút C nè. Cái mình V xuống một cái nữa, cái mình ép. Đó trời ơi, dễ dàng đó, các bạn phải làm cho nó mượt như vậy đó mới dính được nguyên combo nha. Còn khẩn tí là dính không được combo đâu. Giờ tới cái tên này. Rồi liền. Mình hai ngư mà. Ở bên hải quân mình dễ kiếm đồng đội đồng ngôn lắm. Nó sút liền. Có bù ti thôi. Đâu hết rồi ta? Ở đây hả? Thì ra đánh được. Ui đánh được mà. À, đứng ngó nhìn. Tưởng đâu fan mình chứ. Nào ngờ không biết gì hết, suốt thôi. Đơn giản như đang giỡn. Đang đây truy sát cái vui vậy. Nhưng mà thật sự phía sau mình đây này nha. Sợi trái đâu à hả? Anh bô thờ. Bạn này không biết hút các bạn ơi. Chứ mà hút vô mệt mỏi lắm. Suốt liền. Tao chưa kịp cuồng thú nữa. Bất niệt rồi, nhíu. Kìa, đó hút đằng kia kìa. Tao cũng con quạ này làm cái gì vậy? Tộc quỷ có mấy quạ ban đầu kìa. Bạn đó lấy quạ để cho hỗ trợ gây đam các bạn ơi. Quạ hả? Nè, quạ. Rồi đây nè, rống đây nè, không lo nè. Quốc cho rớt quạ luôn, đi rung ti mấy quạ này hết. Mình đang thức tỉnh Cyborg đó các bạn, có điện nó giật á. Nó gây đam cái mình lấy được bô ti luôn. Khỏi cần phải dí chị cho mệt. Còn hút vô đây hả? Tính vô đây tưởng gì ngào ăn. Cũng cầu ăn xíu máu nè. Ba ảnh kết đứng đó gồng xuống kiếm gồng. Sút vô đầu liền. Rồi ai đánh không?
không thấy ai đánh nhau hết à. Qua kiếm người khác chơi. Tên này sao chạy dữ à. Chạy nè, nè 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 nè, lục thức dính. Dính cái lụm lụ nè. Lôi lại bạch ảnh kích cuồng thú C. Chưa kẻ quỷ diệt ánh sáng nữa. Là mình đã quỷ diệt bạn đó trong tích tắc rồi. Báo thủ, báo thủ. Ui, anh báo. Đây đồng đội hải quân mình nhiều lắm nha. Đó, đó, đó nè. Đây là gọi là 3 đánh 1 nè. Nhảy vô liền. Chết, báo thủ nè. Lôi báo thủ lên. Chết. Chưa kịp báo nữa. Nhiều người săn báo quá. Làm thịt báo quá. Vậy sao báo già chịu nổi được. Đông, đông, từ từ. Mình kiếm đây nè. Mình đánh tên này đi. Đâu á. Chết tới nơi rồi nè. C. V cái nữa. Ủa chạy đâu mất rồi. Tao cũng chạy. Chạy bên kia rồi. Rồi lụng tiệm rồi. Thức tỉnh tập. Mà còn. Còn miếng máu cỡ tầm cá còn nể nang nha. Ba cái tập quỷ này được đánh giá là cái tập mà yếu nhất á nè. Chết nè. Tưởng đâu thức tỉnh tập quỷ là làm cha hả. Đâu à đâu à. À đây 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 đây. Núp dưới đây nè. Lột thức. Ủa sao đứng yên rồi. Không sao. Những thợ săn rất là thích những bạn mà bị lắc như vậy. Tiếp 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 nè. Nhảy vô đây. Tại còn tới đâu à. Chạy 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 ẩn hình ha. Bước vào cái thật không gian. Nè không gian. Chết. Nôm nôm nôm. Làm luôn chỗ đủ. Ở đâu rồi đâu rồi trốn đâu rồi. Đâu 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 đâu. Tại còn phía sau. Đá trăng lưỡi liềm mà đưa cái lưng cho đá. Mà đá cũng hụt nữa nè. C. Kẻ quý diệt ánh sáng. V. X. Tại còn dính cái combo nhịn đã thật chứ. Nhưng mà cái combo này one shot không được đâu nha các bạn. Nên nhớ điều đó heo. Báo thủ. Chạy đâu anh trai rội liền. Rội lê ghe trong đích mà. Tại con rào 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 nhíu đích hay gì rồi. Sao sao đứng yên vậy. Tại con 17.150 trụ đã. Sướng. Đằng đây đằng đây. Nơi nào có đánh nhau nơi đó có mình. Nè chạy đâu nè. Xách cái đầu lại nè. Bạch ảnh kích cuồng thú liền. Kẻ quỷ diệt. Tại con hên hên. Hên có tộc cừu cá không? Có tộc. Có tộc cừu cá là chết chắc rồi. Là bạn này one shot chắc luôn. Mà tộc cừu cá cú cánh được được pha nhỏ. Nhưng mà giờ tộc cừu cá hầu kịp không? Chứ không kịp đâu nè. Lục thức nè. Thức nè. Nại trong đích nè. Ghéo lại nè. Bạch ảnh kết xong. Đơn giản mà. Ê ê ê ê ê. Gì gì nóng. Sao vậy? Ta ăn thôi mà. Có ở đâu căng nè. Rậu cái nè. Hết chạy nè. Chạy chạy nè. Quang tiễn. Tại ông nào kia định kéo ăn. Trời ơi tính dễ lắm à. Mồi trước mắt mà mình còn để cho thợ săn khác ăn hả. Lý nào là vậy. Kìa 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 kìa. Mình săn có thể quân dễ lắm các bạn. Dễ có đồng đội lắm. Nhưng mà cũng rất là khó kiếm những cái con mồi để mình săn. Tại đa số vô thấy mấy bạn hải quân không. Ở đây nè còn miếng máu nè. Sao mà chạy thoát được nè. Lục thức cái lụm nè. Xe cái gì mà xe. Mình ăn tới nơi rồi xe gì nữa. Thôi mình mua trái quỷ rồi nghỉ nha các bạn. Rồi vậy là video ngày hôm nay thì mình cũng đã combo Pika vừa hoàn thành. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn nha.